Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Vợ đòi ly hôn, chồng đại gia cho 3 tỷ và tuyên bố sốc. Hai vợ chồng tôi cãi nhau, anh bảo tôi: suốt ngày chỉ quanh quẩn xó nhà, biết xã hội có gì không mà đòi quyền bình đẳng. Tôi giận tím người. Từng là một sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi. Tuy nhiên, chưa kịp xin việc thì tôi lấy chồng. Chồng tôi lúc đó là một chuyên viên tài chính, bố mẹ anh giàu có quyền thế. Lấy người đàn ông đó, chẳng cần phải cố gắng nhiều, con cũng sẽ có một tương lai rạng rỡ. Mẹ tôi nói như vậy. Thế là tôi tặc lưỡi bước vào cuộc hôn nhân với người đàn ông hơn mình 9 tuổi. Về nhà anh, tôi nhanh chóng mang thai và sinh đôi hai cô con gái. Sau đó chừng 3 năm, thấy các con đã cứng cáp, tôi xin được gửi các con đến trường và đi làm kiếm tiền. Thế nhưng chồng tôi không đồng ý, anh muốn tôi ở nhà cơm nước và chăm bẵm các con. Anh hứa thời gian rảnh rỗi anh sẽ đưa ba mẹ con tôi đi ăn đi chơi, thăm thú các nơi. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đó, anh nghỉ việc nhà nước để mở công ty riêng. Tôi cũng tiếp tục mang thai nên kế hoạch đi du lịch và xin việc của tôi tan biến. Tôi an phận ở nhà nuôi con, cơm nước cho chồng và chăm sóc đấng sinh thành của chồng. Đến một ngày tôi phát hiện ra, mọi tài sản kiếm được, anh đều đứng tên anh em họ hàng. Ngay cả quà cưới cho cô em chồng là mảnh đất rộng cả 100 mét vuông, tôi cũng không hề được biết. Chỉ đến khi MC đám cưới tuyên bố tôi mới ngỡ ngàng. Lòng tự trọng bị tổn thương, tôi nổi giận với chồng và tối đó tôi ném vào mặt anh tờ đơn ly hôn. Tôi cứ nghĩ anh sẽ xoa dịu tôi, xin lỗi tôi hay hứa với tôi một điều gì đó. Nhưng không. Anh nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi: có hiểu mình đang nói gì không? Tôi nói tôi đang giận, nhưng có thể làm chủ được hành động và lời nói của mình. Tôi yêu cầu anh một lời giải thích và một sự tôn trọng, chứ đừng chỉ coi tôi như một người giúp việc, một vú nuôi của con anh. Suốt ngày chỉ quanh quẩn xó nhà, biết ngoài xã hội có gì không mà đòi quyền bình đẳng. Anh gào lên cắt lời tôi. Nói xong, anh giật lấy tờ đơn ly hôn, ký thật nhanh và bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh bảo tôi hãy lo thủ tục, anh sẽ nuôi cả ba con, không cần tôi chu cấp đồng nào cả. Hôm sau anh nhắn tin cho tôi, nói sẽ trả tôi 3 tỷ đồng cho công sinh nở và chăm sóc ba đứa con. Nhận tiền xong, tôi sẽ không còn liên quan đến gia đình anh nữa. Tôi chảy nước mắt, hóa ra anh coi tôi như một ô xin và một người đẻ thuê. Chỉ cần mâu thuẫn anh sẽ gạt tôi ra khỏi cuộc đời mình mà không hề thương tiếc. Phải chăng tôi nên tự cứu lấy mình? Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Ảo tưởng sức mạnh tình yêu, cô gái lấy người chồng cờ bạc, vỡ mộng ngay sau cưới. Quả là tình yêu có sức mạnh thật đấy, nhưng không phải là chiếc chìa khóa vạn năng. Bạn chớ nghĩ rằng với chiếc chìa khóa ấy, bạn có thể mở được tất cả mọi cửa, bạn có thể biến người yêu trở thành con người như bạn muốn. Nga và Hùng gặp nhau trong chuyến đi lao động xuất khẩu ở Malaysia cách đây mấy năm. Hùng hơn Nga 11 tuổi, trong khi anh ta là một người đàn ông từng trải đã một lần ly dị vợ, thì Nga là cô học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông trung học. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ông bố nghiêm khắc và hai đứa em trai chẳng bao giờ quan tâm tới chị, nên khi gặp Hùng, thấy anh ta luôn săn sóc chiều chuộng mình, Nga rất cảm động. Cô yêu Hùng với tất cả niềm say mê cuồng nhiệt của tình yêu đầu đời. Có người bạn thân nói với Nga rằng khi ở trong nước, Hùng suốt ngày lêu lổng cờ bạc, số đề, đến nỗi vợ không thể chấp nhận được đành phải ly hôn. Nhưng Nga không nao núng. Cô vẫn tin vào những lời giải thích của Hùng rằng vì lấy phải người vợ không ra gì nên anh ta chán đời chẳng thiết làm ăn thôi. Nếu lấy được Nga, chắc chắn anh ta sẽ sống khác. Mặt khác, Nga cũng tin vào khả năng cảm hóa của mình. Nhất định Nga sẽ cải tạo được Hùng thành một người chồng cần cù chịu khó, yêu vợ thương con. Về nước được ít lâu thì hai người làm đám cưới. Mặc dù gia đình Nga quyết tâm ngăn cản đến mức ông bố nhốt con gái vào buồng khóa lại, Nga vẫn thoát ra được để đi trốn với Hùng. Cuối cùng họ vẫn lấy được nhau. Bây giờ đứa con của họ mới lên 2 tuổi,
nhưng bạn bè cũ gặp lại Nga, có người không nhận ra. Cô gầy tong teo, chưa đến 40 cân. Nga suốt ngày quần quật, hết bán xôi sáng lại bán quả trưa để nuôi cả con lẫn chồng. Còn Hùng ngồi không biết chán ở các hàng nước đầu phố, hết đánh cờ lại đánh đề. Nga đã làm đơn ly hôn và bây giờ mới hiểu hết cái giá phải trả của sự ngộ nhận rằng mình có thể cải tạo được người yêu. Những người mới yêu thường cho rằng tình yêu mãnh liệt của họ sẽ có sức mạnh cảm hóa, cải tạo được người yêu. Song thực tế cho thấy họ đã đi quá xa, đặt quá nhiều hy vọng vào tình yêu, tưởng rằng tình yêu là phép màu, có thể làm được tất cả. Quả là tình yêu có sức mạnh thật đấy, nhưng không phải là chiếc chìa khóa vạn năng. Bạn chớ nghĩ rằng với chiếc chìa khóa ấy, bạn có thể mở được tất cả mọi cánh cửa. Bạn có thể biến người yêu trở thành con người như bạn muốn. Khi chúng ta yêu một ai đó là nói chung, chúng ta phải chấp nhận trọn gói như họ hiện có, cả ưu điểm cũng như nhược điểm của họ. Không nên nghĩ rằng lấy nhau rồi sẽ cải tạo được họ theo ý ta muốn. Mặc dù khi yêu, người ta có thể hứa hẹn rất nhiều, thậm chí người ta có thể tạm thời thay đổi để phù hợp với mong muốn người mình yêu. Nhưng nên nhớ rằng đó chỉ là những thay đổi tạm thời. Khi tình cảm lãng mạn qua đi, bản chất con người như thế nào sẽ lại hiện ra y như nó đã có. Chỉ lấy một ví dụ nhỏ như thói quen hút thuốc lá. Có anh thấy người yêu ghét mùi thuốc lá, liền tuyên bố bỏ thuốc. Và để người yêu tin điều đó, có khi ngồi bên nhau mấy tiếng, anh ta không hút một điếu nào. Nhưng chỉ vừa mới chia tay xong, đã rẽ ngay vào hàng nước, hút bù luôn mấy điếu. Chứng tỏ khi yêu, người ta có thể sống giả. Nhưng khi đã lấy nhau, tất phải sống thực, bởi vì đơn giản là không thể giả được mãi. Có những nếp sống không thể gọi là xấu, mà nó thuộc về tính cách của mỗi người. Chẳng hạn có người đầu óc rất thực tế, không thích những gì lãng mạn mà mình cho là viển vông vớ vẩn. Lại có những người hay xúc động trước những điều tưởng như nhỏ nhặt, chẳng có ý nghĩa thực tế gì. Tất cả những hành lý đó, hai người đem vào cuộc sống chung như hai nền tiểu văn hóa không thể hội nhập. Thực ra trong đa số trường hợp, khi ta yêu một người nào đó, nếu cải tạo đi, có khi không còn là người đó nữa. Một nhà nghiên cứu hiện đại cho rằng, trong cuộc sống vợ chồng, thành công là ở tìm chỗ ra cách hòa hợp với người bạn đời, chứ không phải bắt người bạn đời phải thay đổi cho hòa hợp với mình. Tức là tìm cách thích ứng, cách hòa hợp với nhau, chứ không phải là cải tạo nhau, không bắt người kia thay đổi, còn mình khỏi phải thay đổi. Bởi vì, một là sẽ không cải tạo được, hai là nếu cải tạo được để người kia giống như mình thì chắc đâu đã hạnh phúc. Đó là chưa kể, xét về tổ chức cơ cấu tâm lý học, đàn ông và đàn bà không chỉ khác nhau về cấu tạo cơ thể mà còn khác nhau về cơ cấu tâm lý. Nhiều nhà tâm lý cho rằng, nói chung tính cách đàn ông cương quyết hơn, lý trí hơn, năng nổ và thực tế hơn, trong khi phụ nữ nói chung dịu dàng hơn, tình cảm hơn, nhẫn nại và mơ mộng hơn. Chính những tính cách trái ngược ấy bổ sung cho nhau, khiến cho cả hai bên cùng cảm thấy không thể thiếu nhau và từ chỗ cần nhau, họ yêu nhau. Nếu có thể ví hạnh phúc vợ chồng như một bản giao hưởng tuyệt vời, thì cái tuyệt vời của nó không phải là ở chỗ các bè chơi giống nhau, mà chính là sự hòa tấu của các bè cao, trầm, mạnh mẽ, du dương đan quyện vào nhau. Nói như thế không có nghĩa là ta nên chọn một người hoàn hảo mà yêu, bởi vì làm gì có ai hoàn hảo, và chính mình cũng có hoàn hảo đâu. Điều quan trọng là mình cần biết người mà mình yêu có những mặt nào mạnh, mặt nào yếu. Biết như thế để phát huy tối đa mặt mạnh và chấp nhận những mặt yếu kém. Như thế, trong cuộc sống lứa đôi chúng ta sẽ không giày la nhau, không chỉ trích nhau, thậm chí không phỉ báng nhau. Sống với người độ lượng bao giờ cũng dễ sống, và hơn ở đâu hết, tình yêu càng cần sự độ lượng. Yêu ai, hãy yêu mặt tốt đẹp của họ và biết chấp nhận cả mặt chưa tốt đẹp của họ. Nếu những mặt đó không thể chấp nhận được thì tốt hơn hết là đừng tiến tới hôn nhân, chứ đừng ảo tưởng rằng có thể cải tạo được người yêu. Trừ khi chính người đó do yêu quá, tự nguyện thay đổi mình đi, từ bỏ thói hư tật xấu của mình, và bạn chỉ có thể đóng vai trò động viên khuyến khích. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Sắp sinh, choáng vì chồng bảo chia đôi viện phí. Tôi nên tính công với chồng rằng
nhờ tôi mà anh được làm cha không? Sự mang nặng đẻ đau này tôi nên tính bằng bao nhiêu tiền với anh? 30 tuổi, còn một tháng nữa là tôi sinh con đầu lòng. Đó sẽ là niềm vui vô tận của bất cứ người phụ nữ nào. Nhưng tôi đang choáng vì đề nghị chia đôi viện phí của chồng. Chúng tôi đều là người trẻ khá thành đạt, nên từ khi quen nhau, tôi không có khái niệm bổ bao. Tất cả những chi phí du lịch, ăn uống, vui chơi giải trí, chúng tôi chia đều. Tôi luôn sống bằng quan niệm, tiền bạc rõ ràng, nghĩa tình còn mãi. Rồi chúng tôi cưới, anh muốn nạp tài bao nhiêu, nhà tôi cũng không đòi hỏi. Vàng cưới cho cô dâu, gia đình anh cho một chiếc kiềng năm chỉ, thì gia đình tôi cũng cho lại cô dâu sợi dây chuyền bằng trọng lượng đó. Xe cộ rước dâu chỉ chấp nhận xe hoa, còn xe họ thì bên nào nấy chi, vì tôi cho rằng mình đòi hỏi hay ỷ lại sẽ bất công, và như vậy cũng sẽ khiến người nhà trai khinh dễ. Hai đứa mua nhà riêng nhưng thiếu chút tiền thì chúng tôi đều mượn cha mẹ hai bên con số ngang nhau, để mai này khỏi phải có chuyện này nọ rồi xui ra bất hòa. Chồng bảo tính cách rõ ràng rành mạch của tôi khiến anh rất thích vì dễ sống. Trong cuộc sống hàng ngày, dù biết mức lương nhau nhưng chúng tôi đều thống kê sinh hoạt rồi chia ra ngang nhau. Tất nhiên, việc nhà cũng phải làm như nhau, chứ không có chuyện anh đi chơi, đi nhậu hoặc ngồi gác chân bấm máy vi tính mà vợ gù lưng nấu nướng dọn dẹp. Tiền tiết kiệm hàng tháng đứng tên từng sổ, chỉ là báo cáo cho nhau biết về con số mà thôi. Rồi tôi có bầu, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cuộc thai nghén suôn sẻ. Nhưng tôi bị chứng nhau bám thấp, sau đó là hở cổ tử cung, nên thời gian đi làm ít hơn thời gian nghỉ dưỡng, nhất là vào 3 tháng cuối thai kỳ. Tiền khám bầu chồng xung phong lo, nhưng sinh hoạt phí hàng tháng vẫn chia đôi, dù tôi không đi làm, bởi em còn lương cứng cũng chục triệu một tháng mà. Tôi đồng ý, nhưng việc sinh nở thì quyết định chọn bệnh viện cao cấp để an toàn cho cả mẹ và con. Vậy mà tôi thật sự sốc khi chồng bảo, em muốn sinh ở đâu cũng được, nhưng phải chia đôi viện phí nha, vì em có lương và tiền tiết kiệm cũng không ít mà. Sau phút đứng hình tôi bảo, trời ơi, chồng nói chơi gì mà trơn lùi vậy? Không nói chơi nha, anh nói thật đó, vì nam nữ bình đẳng mà. Lúc đó anh còn chưa tính công, nhờ anh mà em mới được làm mẹ đấy. Gương mặt chồng tỉnh bơ khiến tôi biết anh không nói đùa. Có lẽ vì trước giờ, việc gì tôi cũng sòng phẳng, nên giờ anh vẫn theo cách cũ mà làm. Nhưng tôi cũng cố nghĩ rằng anh đang nói đùa cho bà bầu vui. Nhưng chồng tôi đã không nói đùa khi anh đề nghị tôi rút tiết kiệm để sẵn tiền mặt, để nửa đêm nửa hôm phải vào viện thì có sẵn mà dùng, vì anh nghe nói bầu con so thường sinh sớm hơn dự đoán. Tôi rất choáng, muốn bình đẳng ư? Tôi nên tính công với chồng rằng nhờ tôi mà anh được làm cha không? Sự mang nặng đẻ đau này tôi nên tính bằng bao nhiêu tiền với anh? Nhưng tôi không muốn nói chuyện với chồng nữa, chỉ thu xếp tư trang về nhà nhờ mẹ chăm sóc lúc sinh nở. Chồng tôi chẳng phải là người ruột để ngoài ra, nhưng chẳng biết hôm nay ăn gì mà nói với theo khi tôi ra cổng. À, cô giúp việc chăm bà đẻ là 6 triệu một tháng, em cứ nói với ngoại là bọn mình sẽ gửi hẳn bà 10 triệu, số tiền ấy chúng ta cũng chia đôi nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.